đầm vậy, nó ham đi nhảy đầm. Tại ở nhà là một cái cực hình của những người ngóng ra đường, cái tâm mình ra đường là mình đi. Ở nhà chịu có nổi, còn ngày mai tôi chết thì chuyện của ngày mai. Khi mang cái Covid về, mấy ngày đầu đâu có phát hiện được. Bây giờ ngồi ăn cơm nha, đừng cái tự nhiên nó lây cả nhà chết. Thì khi mà cái nạn đó đó thì người hiền cũng chết, người dữ cũng chết. Cái thằng đáng chết là cái thằng mà nó đi ra đường nó nhậu BBQ ăn chơi rồi nó mang Covid về thì nó còn dữ. Má nó em nó đâu có dữ đâu, cũng chết. Thì thiện với ác chung một dài. Cái sàng lọc nó không phải là sàng lọc các phàm. Các phàm là người nào giữ được các phàm thì người đó còn ngồi trong lớp học còn thi giống vậy. Nhưng mà cái sàng lọc là cái thần hồn đó, có được tái sanh trở vào thời khi mà một thời gian vài tháng nữa Phật Di Lạc xuất hiện trên tiếng sấm nữa đó, có gặp ổng hay là không đó, thì mới là quan trọng. Tại gặp ổng hay ổng là ở vào cái thời đó cái thế giới này nó không có còn hỗn loạn như hôm nay nữa, nó không còn chiến tranh, kinh tế Mỹ lên dù dù. Tại mấy vị nói là Mỹ thâu lệ phẩm, trời ban phong thần, cuối cùng nước Mỹ sẽ là lớn mạnh nhất thế giới sau khi ngay với tàu sụp đổ. Thì lúc đó những người ở Mỹ và nước Việt Nam có những cái chuyện tâm linh và có cái đạo Thiên Tâm là của nước Việt. Cái đạo Thiên Tâm không phải là ở núi Thiên Long Sơn mà là ở núi Cấm. Thì lúc đó thế giới người ta mới tôn trọng cái đạo. Từ nước Việt cũng hùng mạnh. Thì cái thần hồn là sàng lọc, cũng giống như 2000 năm nay con của Chúa chết, ai cũng nói rồi ai đạo Chúa chết là được về trời. Cái chuyện đó là vô lý, không có. Gần 4-5 năm nay, một nhóm người đệ tử của Kiệt, người tâm linh đó nghe, không phải là người thường, thì đi gom là những cái thần hồn. Có nhiều người chết ở dưới nước thì họ dính vô một cái gốc cây hay cái bụi nào ấy, như lục bình vậy đó. Rồi cái thần hồn nó nhẹo không có giống như thần hồn của mình như là khói. Rồi có những người chết trên bờ ấy, họ tụ vô một cái gốc bụi đó thôi, họ ở cả nghìn người trong đó, hay vô một cái nhà quan hay vô đó. Thì những cái thần hồn đó ở lại chết, chết để chờ tận thế, chờ Chúa xuống để cứu rỗi họ. Tại khi mà họ sống họ nguyện theo chờ Chúa. Chứ thì những cái thằng hồn đó, nếu mà trong khoảng thời gian 2000 năm mà họ chết, họ chờ, mà trong lúc đó cái dòng hồn cũng có thể làm công đức được, có thể giúp người dương. Còn những cái dòng hồn mà nó y gồn, nó còn giữ á, nó xô người ta té hay nó làm cho xe người ta đụng thì nó bị tội. Thì sàng lọc là gì? Một thằng con ăn chơi hung dữ đem cái Covid về lây cho cả nhà chết, người hiền cũng chết, người dữ cũng chết. Ở bề trên không có kể nể cái xác phạm mình, không có ra gì chứ. Xác phạm y như cái áo đây, sáng đi bộ đi chơi mấy đứa nhỏ lên núi mặc áo khác, bữa nay mặc về tắm cái mặc áo khác. Thì cái một kiếp người là một cái áo. Nhà tủ mình có nhiều áo mình cứ đếm đi. Kiệt đã tác sanh cả mấy nghìn kiếp đó. Đếm ra mấy vị đếm mà không hết. Mấy vị chỉ cho Kiệt biết những cái kiếp nào là lỗi lạc thôi. Có những kiếp Kiệt cũng đóng vai ác vậy, có những kiếp Kiệt cũng phải đóng vai dữ. Tại vì cái dữ để mà làm ra một cái màn kịch cho người hiền học theo. Một chung một dài là vậy, sàng lọc cái thần hồn. Thì những người mà chết vô tội á, thì sẽ đầu thai vào một cái baby ở thời vàng kim, giống như Chí Tài hay là Chí Tài với Phi Nhung á, là những nhân tài ca sĩ hài hước của những thế hệ sau. 20 năm sau nước Việt sẽ có Chí Tài Nhí mà có Phi Nhung mới đó. Thì kiểu như vậy đó. Đừng có sợ chết. Cái quan trọng sợ nhất là lúc mà ở phòng ICU đó, khi bắt đầu rút ống ra đó, mình bất lực đó, là mình sợ nhất là Củ Quyền lên hiện về. Lúc đó mình sẽ là người âm rồi, mình sẽ thấy hồn ma đầy trong nhà thương là chuyện thường. Họ đứng, họ chào, họ welcome mình giống như là vừa xuống máy bay vậy đó. Chỉ có cái là họ không có hoa hồng tặng mình. thôi. Cụ Quyền á, thì hiện về con đi theo bà đi, bà là bà nội của con, bà tốt không? Nhưng mà đâu biết nó là quỷ, hoặc nó Atula hay Dạ So, nó hiện ra hình của Quyền mình. Đi theo nó là xong luôn, là mình chỉ làm một cái tế bào của con quỷ. Tại lúc đó mình không có đạo Thiên Tâm, mình cũng chẳng đạo Chúa, đạo Phật. Cái đạo là cái đường, cái đạo cũng là cái register. Bây giờ không có register email vô Gmail hay là Yahoo, đâu có đánh email được. Cái quan trọng là lúc mình sống, mình quyết định cái thần hồn mình đi đâu là gì. Tại sao có những người giàu có những cái tụi giàu nó lại nguyện lúc nó sống mà với hồi quýt thì cho nó được tiền, cho nó được danh vọng đi, thì nó chết nó bán linh hồn cho quỷ. Khi nó thờ vậy là ngày nó chết đó, cái con bò đầu sừng nó tới rước nó liền. Sàng lọc cái thằng hồn và đồng thời cũng sàng lọc cái xác phạm. Có những người còn sống mà khi làm chuyện ác á, giả một số nghiệp nhỏ nhỏ, không giống mình mắc nợ 3 triệu mà khi mình chết á, mình trả không nổi. Mình còn sống á, cũng giống như ông Hoàng Phủ Ngọc Tường á, ông giết không biết nhiều người bể, ông đâu có nhiêu tuổi đâu mà ông bị stroke, đi restroom cũng không đi được, tự chủ con người cũng không tự chủ được. Một lần làm lỗi và khi thấy một cái chế độ lường gạt ổng làm sai, ổng có hối hận cũng muộn, vừa mang tinh thần hối hận vừa mang bệnh tật. Đó là một cái địa ngục của trần gian. Cái người bây giờ còn đi đứng được phải không, hai kinh được phải không, khỏe đúng không, là cái phước. Chỉ sợ nhất đó là giống gì nè, đi không được, đứng không được, bệnh không biết bệnh gì đó, là nghiệp. Khi mình không cần biết, mình chết lúc trẻ, lúc trung niên, lúc già, mà chết một cái ngọt ngay là có đại phước. Còn mà khi mình nằm trên giường bệnh mà con mình nó lo chơi, mà mình thèm ly nước chanh mà không có ai pha cho mình á, rồi tiền mình trong băng một đống á, mà mình không biết nhiều, rồi á con mình nó lén rồi nó đi chôm chĩa, nó đi xài á, rồi vừa tại cái tánh ham, cái tánh giữ tiền kẹo của mình vẫn còn trong người phải không, mình bị sốc. Vừa nghĩ Tết mình bị vậy là bị sốc nó còn nặng hơn là bưng cái gì mệt nữa đó. Có thể nhiều người nghĩ cái bị sốc cái chết luôn, thì cái đó mình mới sợ. Cho nên cỡ tuổi này khỏe nhất là ở Biden cho nhiêu xài nhiêu, đừng để dành. Cái khỏe thứ hai, có bao nhiêu thời gian lên núi lại Phật. Cái khỏe thứ ba, con tụi mày lớn, tụi mày có nghiệp, tụi mày ta má không có lo gì nữa, tự lo đi, cứ hồn nhiên. Thứ tư, đừng có nghĩ là nó để cháu ra mình phải giữ cháu, mình đừng có trách nhiệm quá. Thương thì cũng có thương phần nào thôi. Khi mình thương một người con quá rồi mình thương luôn con của nó, tức là cháu ngoại mình nữa. Đến lúc mà nó lớn lên nó đâu có làm theo ý mình, rồi đến khi mà mình có chuyện tụi nó lơ mình đó, đó là tự mình cũng khổ. Khi đầu thai vào một cái gia đình là mình có duyên với nhau, làm cha làm mẹ làm anh làm em, nhưng mà mỗi người có nghiệp riêng. Sao đại ca nói gì nhìn em dữ vậy, nhìn biết em sợ đó. Mấy em gà em tiếp toàn là đặng thứ dữ không mà chưa có sợ, nhưng mà mình là đơn dạng mối hàng phải không, cho nên ai mình cũng chơi á, nhưng mà mình chỉ chịu cái thiện, thương cái thiện, không thích cái ác, không thích cái bất công, chỉ có vậy thôi. Tánh mình rất là rõ ràng. HO vô đây mà nói lạo xạo cũng bị mình dũa, còn Việt Cộng vô đây mà nói chuyện đàng hoàng á, mình cũng mời nước uống, kiểu của mình vậy, ngộ. Tại vì mình đang sau này mình sẽ làm cái siêu để che cho những con ông cháu cha mà du học qua đây á, rồi đến khi mà ba hết thế nó sẽ bị xã hội moi ra, rồi bị con WHO rồi này nọ, mình không có muốn chuyện đó, cho nên mình là cộng lại hết, tụi mày ngồi chung nhau hết, góp sức nhau xây dựng quốc gia. Đó là nhiệm vụ chính của mình nhìn tới không có biết nhìn luôn. Ông thầy U Việt Nam Cộng Hòa không đánh mà thua và tại Biden cắt viện tài trợ thời đó cho Việt Nam Cộng Hòa 800 tỷ, tự nhiên ông cắt nghe là không bằng xúc đánh lại ăn, cho nên Việt Nam Cộng Hòa chưa đầu hàng. Còn Hồ Chí Minh hiện giờ nằm trong cái lăng Ba Đình đó là người Trung Quốc, tại Hồ Chí Minh thiệt bị Mao Trạch Đông giết rồi bây giờ muốn cho 100 triệu dân Việt Nam mà bán nước á, thì ngày nào cũng lại ông Trung Quốc, cho nên ngày nào cũng có hình Hồ Chí Minh đó, lại người Trung Quốc, tức là tôi thuận theo người Trung Quốc rồi, đúng không? Hiểu không? Nghĩa là mình quy y với quỷ gì đó thì cũng vậy đó, bán linh hồn cho quỷ gì đó. Thì cả dân tộc Việt Nam ngày nào cũng lại người Trung Quốc, người thường đóng có hiểu. Kiệt là không phải người thường, nên có những cái mà ma mị có thể gạt người thường, nhưng mà đâu gạt được thần thánh. Đó không phải người Việt Nam. 1 triệu trên 1 tỷ, mình lấy cái đậu mình bảo đảm. Rồi giải thích này đó, sàng lọc cái thân hồn. Nhưng mà những cái người mà bị chết oan á, họ lại có phước hơn, mang cái thân xác cường tráng mạnh khỏe hơn, mới hơn của một cái xã hội mới. Thấy bây giờ mấy đứa con nít mới sanh ra mặt mày tính tú hồi ngồi là vì sau này khi cái thời vàng kim á, không có người giữ nữa. Cả những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng không có ai mà giữ như kiểu lãnh đạo thời nay nữa. Tổng thống Pháp cũng cạch chớn, tổng thống Canada cũng chơi cớ chớn, rồi Mỹ thì quá sau này không biết đó. Sau này là đâu đó ràng loạn người hiền lành không cha chọn này. Nước Việt mình cũng vậy, không có mấy ngu dốt như kiểu này. Sư phụ nói là sư phụ là Jesus, vậy thì những người trong quá khứ người ta Jesus bây giờ họ cô mới nói thụ là Jesus, cô nói thụ là người bị đóng 3 cái đinh. Còn ai muốn hiểu không, nó khác nhau nhé, muốn hiểu thêm cũng được. Sư phụ nói 2223 năm trước tụi nó đóng cái thụ 3 cái đinh. Còn sư phụ là con thượng đế thiệt, Jesus cũng là con thượng đế thiệt, là hai tên khác. Bây giờ Ngô Tuấn Kiệt, ông kia là ông Jesus, còn mình là mình thì bị đóng 3 cái đinh là thiệt. Hồi xưa mình lập cái đạo mà có cũng giống vậy nè, nhưng mà thiếu cái trái tim. Trái tim là tâm, tâm là Phật, Phật tại tâm. Cho nên hồi xưa thời đại hung hăng, ăn tươi nước sống cởi ngựa, mà thời vai kinh hồi xưa La Mã đó, mà kêu nó ngồi thiền, sao ngồi thiền, ngồi lưng ngựa sao ngồi thiền. Thì hôm nay kêu nó ngồi thiền rồi dạy nó nhân quả, chứ thời đó không có đủ thì để dạy, cho nên bây giờ tái sanh trở lại. Cho nên cái chữ Jesus nó là du nói, nhưng mà mình đóng 3 cái đinh thì có. Thì trong khi là thì sư phụ đã làm cái đạo thời đó, thì những cái đệ tử hiện tại bây giờ họ làm ra Công giáo, họ làm Baptism, họ làm cái mà tin lành này, họ rất là tin Chúa. Thì những người tin Chúa như vậy với tin sư phụ khác nhau ở chỗ nào? Những người mà hôm nay á, mà cực đoan á, rồi là con chiên khó độ. Có 5 loại mình nói là mình khó độ, trong đó có cái đám con chiên, đúng không? Vậy chứ hai cuốn Tân Ước và Cựu Ước sai 800 điều trong đó. Ông Goale á, ổng nói mà bị người Công giáo cũng chém đầu ổng á, cho nên cuốn kinh đó đã bị Lucifer thay hết nổi hết. Họ chỉ dùng cái đạo để mà thống lãnh quốc gia này đi xâm chiếm quốc gia nọ thì có. Còn đạo thật sự cha dạy ra đó là phải từ bi. Cho nên những cái người tới thời nay đó, họ biết họ sai. Bây giờ bao nhiêu người công giáo như nhà thờ mỗi chủ nhật ăn mặc đẹp từ vô, nói qua nói về, nghĩa qua nghĩa về, về nhà gây lộn tiếp, hay chồng vẫn ly dị tiếp. Bao nhiêu thằng tiếng hôn nhân cũng không có nhằm nhọ, cũng giống như bên thì vừa gặp nước cái cũng chọc, chỉ hình thức. Còn cứ đưa cái gỗ gỗ trước mặt ra ngoài, cái cây dài vậy nè, đưa không bỏ tiền cứ đứng ngoài như đi. Tức là giữa tiền bạc với hình thức thôi. Cho nên tại sao trong kinh có nói Đức Giáo Hoàng này là cuối cùng, rồi sau đó đó Chúa Giêsu sẽ tái lâm, sẽ dạy lại hết tất cả, sẽ làm lại. Cho nên gần cái chục năm nay ở bên bên La Mã người ta đâu có đào tạo ra mấy ông cha nữa. Lời giới thiệu là thiện. Tại sao bên Cao Đài cũng vậy, ngày xưa lập ra 1824, rồi cái vị giáo chủ lập cũng nói đúng 100 năm sau đạo Cao Đài ngắn nhất, nhanh nhất, gọn nhất, màu nhiệm nhất luôn. Và tất cả các đạo công giáo, đạo Phật, những vị hộ pháp của bên công giáo, bên đạo Phật cũng mấy hộ cái dấu này. Tại cái này nó combine tất cả tôn giáo lại. Cả mấy đệ tử của ông Mohammed mỗi lần mà chảnh kịp cúng đại ông là bên Hồi giáo trùm khăn cũng về núi mình. Còn mấy ông công giáo mà có cánh cũng đứng đầy trên núi. Mấy bữa họ đi thấy đầy. Cho nên cái dấu này là combine tất cả các đạo. Còn nếu đeo thánh giá không là mấy ông Phật không nó ơi chuyện của bên nói nghe. Nhưng mà thật sự thấm mấy ngày đi nghe mà nghe được cũng giúp. Còn cái này là tất cả mọi người. Cái đó là về vô tâm linh. Còn về mặt thực tế là pháp thế gian không rồi sức thế gian. Có nghĩa là bây giờ đệ tử mà có chồng già mà nằm nhà cũng phải về nhà rửa mặt cưng chiều, rồi đút nước, đút cháo cho ông ăn. Nghĩa là mình phải có hạnh phúc đời sống. Mấy đệ tử kia đó hồi xưa nó chán mấy chồng đó. Sau này là biểu mấy đứa nó phải đi ăn mặc Victory Secret, chiều biểu diễn cho chồng coi, nấu ăn đồ ngon đó. Tức là mình đang sống phải có nụ cười, chứ không phải mình chối bỏ cái bực bội rồi cái mình chạy lên núi Thiên Long Sơn người nhập đạo cái đó thì có không được. Nó phải có hạnh phúc trong nhà. Trừ khi những cái thằng nào mà nó bất trị thì cứ lên chỗ điện mẹ đó rất là màu nhiệm, cứ khấn xin cho con biết được cái duyên này, xả được cái nghiệp này. Nó khấn 3 lần thôi là ly dị ngọt ngay. Ngọt như là mấy ly giờ nó cắt vậy đó. Nhiều đệ tử nó làm đúng. Tại vì cha mẹ nếu mà cứu được 2 thì cứu được 2, còn cứu không được thì cứu 1. Chứ còn hơn là bên kia nó kéo hay là chìm xuồng chung á. Có nhiều đứa đệ tử hữu hơi con đang đọc kinh mà ổng nổi máu điên lên, lần nào con đọc kinh ổng cũng bắt con làm chuyện đó. Tự gì bất cứ một vị giáo chủ nào thời xưa cho tới thời nay vậy. Đệ tử ở đây San Jose, cái núi Thiên Long Sơn gần 500 mẫu, gần 10 năm nay cứu biết bao nhiêu người xa gần. Vậy ở dưới 100 cái chùa mấy ông thầy lại không có ưa cái núi Thiên Long Sơn. 300-400 nghìn người ở vùng Bắc Cali, có bao nhiêu người chạy vô đây có 5 phút cũng không chạy, là vì họ sợ lên núi gặp quỷ. Còn bao nhiêu người ở phương xa từ Úc, từ Anh, từ Thụy Điển, Đan Mạch người ta qua thì nhìn đi, bất cứ gọi là con người mình cái ngã mạn, cái chấp quá cao, cái gì gần mình không bao giờ mình trân trọng. Cũng giống như đệ tử nha, có ông chồng vừa đẹp trai vừa mạnh khỏe, vừa có tài vậy á, mà không gặp mặt là thấy không ưa. Cứ đi không phải nói đệ tử đa số ưa mấy cái thằng mà toàn là quậy hay là miệng lưỡi gì thôi mà. Đó là do cái tâm của mình không có biết tu, mình cứ đi theo cũng giống như là đốm theo bóng đèn vậy đó. Có ai nhìn thấy cái bãi cỏ nhà của mình á, đẹp hơn bãi cỏ nhà ta không? Không có. Lúc nào muốn nhìn qua neighbor mình thấy bãi cỏ bên kia đẹp hơn không? Đó là do cái này, do cái tâm lý, do cái con người của chúng ta. Kiệt này ở đây bao nhiêu năm, nếu mà cả cái làng này á, mà đừng có nghe mấy ông thầy quốc danh, đừng có nghe mấy ông cha dưới chân núi, Kiệt cứu được biết như dân dùng này. Cho nên bề trên mới nói không phải đời của con, ngày xưa nó cũng đã giết con rồi, Phật cũng đã bị vậy rồi, con là thả gì. Đức thầy xưa cũng vậy, dân ở chỗ dùng của sư phụ có nhiều người đâu có tôn trọng ngài đâu, phải không Cao Độ? Bất cứ một vị Phật nào hạ phàm mang thân người, cái dân bản xứ họ không có tin. Hồi đó Chúa Giêsu đi ra đi vô là bị ta chửi, con cha thợ mộc có tài gì đó. Chúa phải lặng lẽ đi mấy trăm cây số thì bắt đầu mới dạy người ăn hiền ở lành. Còn bây giờ cũng vậy, ba cũng chuyện của cái xác phàm này cũng là thợ mộc. Bây giờ nói lên trên mạng cả đống người ở bên Việt Nam nghe, có thằng chị có thấy nó là nhỏ, nó mặc quần cục chạy ngoài đồng, có ngày đi bắt cá thì nó có tài gì đâu. Hôm nay nó nói chuyện vậy tôi nghĩ là ai nhập nó đó. À, ở sớm đó vậy, tại họ không biết mình mà. Lúc cho nó ngộ vậy đó.